chị mắt anh thêm đi sửa sửa em sửa đầu đi xanh ai mà kem nào ai mà kem đây tôi đi bán kem trên khắp lẻo đường trời đầy lửa mà lòng sao xa lành ôi con chim em vì sao xa canh quải kêu hoài một mảnh cô đơn ai mốc em nào ai mốc em đây cô tâm ơi cô tâm bạn em ơi mà lại của thằng con trai khấu lắm em thì lại ngược dòng hóa ra em muốn lấy cô ấy làm vợ để lấy người lối dõi tâm đường ai mà kem nào ai mà kem đây tâm đây rồi tâm đây rồi em để làm gì ai cho em đi bán kem vất vả em môi rua chắc chấu vào mặt anh đây quyết một lòng yêu.
nghề của anh thì được vất vả lắm lắm mà. Làm gì mà vất vả? Hàng ngày anh rời, anh bụt, anh xoẹt, anh khuân, anh vác, anh tống chúng nó vào khuôn khổ và đưa chúng nó vào hỏa lò ngày đêm tối mười. Nghe gì mà chả vất vả? Thế Tùng làm nghề gì nhỉ? Anh đố tâm biết đấy. Anh Tùng làm nghề công an à? Đúng. Thế anh Tùng làm nghề nhắc tù à? Lại càng không đúng thế. Thế còn nghề gì mà anh cứ giấu em mãi? Anh nói cho em biết đi. Thế anh mới đố tâm mà. À, em nghĩ ra rồi. Anh Tùng làm nghề đóng gạch đúng không ạ? Ừ, tâm giỏi quá. Là em nhìn anh là đoán ra nghề nghiệp. Anh là công nhân đóng gạch của hợp tác xã Tự Do để anh xây những ngôi nhà cao tầng cao 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 mãi cao mãi. Đấy trời ơi, sao quá đấy anh à? Này anh Tùng ơi, anh Tùng này, thương anh thì em có muốn thương. Nhưng còn bà xã anh nhường cho ai hả anh Tùng ơi? Ôi giời ơi, cái con vợ lăng loàn ăn toàn vã hoại ý à? Cái con vợ răng vổ như mái Tây Hiên ý à? Không hiểu sao mà bố chết cũng nguyên nghe rắc, mà mẹ chết cũng nguyên nghe rắc. Ôi giời ơi, người ta còn nằm về thế này lại tâm này. Quái lạ làm sao cái bộ răng, cái thò, cái thụt đứng lăng nhăng trong mồm rộng thế sao không đứng, đứng cả ra ngoài ngầm. Rồi, anh giả tất cho xã hội, giả tất cho xã hội để anh chỉ có mình Tâm và thằng Cú thôi. Anh Tùng hiểu về em ít quá đấy. Nhiều chứ, anh hiểu về Tâm nhiều lắm ý. Anh hiểu về Tâm thế nào? Là Tâm không có con mà không có chồng ai à. Anh Tùng này, anh Tùng ơi, anh đã của vợ quân rồi, sao anh còn ước hoa hồi cầm tay? Hoa hồi lửa đắng lửa cay, lửa ngọt như mía, lửa cay như gừng. Cô khinh tôi đấy à? Cô khinh tôi đấy à? Chả gì tôi cũng học hết lớp 15 và ước vọng của tôi là thi vào trường đại học văn để được thơ ca và bay bay bồng trên bầu trời xanh và gió lộng. Nhưng hôm nay tôi đã trượt và tôi đã quyết định xin vào công nhân đóng gạch để sản xuất những viên gạch hồng để xây những ngôi nhà cao tầng cao mãi cao mãi đến tận trời xanh đến tâm mà. Đời lấy tôi biết bao đời con đi người vất vả ơi, tình nhà yêu chẳng thành, anh đây cũng học cũng hành mà sao đời cứ loanh quanh thế này. Dù anh không dựng với Tâm, ông trời đã định lên xe.
duyên vào. Tối đây sợi thắm chỉ đào, áo vóc chẳng có lẽ lào, lẽ lào áo tơ. Và tớ có mắt không mù, anh đi đồng gành tiền đồ, tiền đồ anh phóng liều. Tâm gì với anh thì lẽ có nhà mái bằng, có tivi tủa đồ, có tủ lá linh lát nắp bụng, và có cả xe đạp xe ca, có cả đời đi hút nữa. Trời tâm đi sắm đồ tâm lý. Đồ hâm hấp, đồ tâm cách muôn.